Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc và một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và nắng nóng vào thứ Tư vừa qua. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè và mùa thu năm nay trên khắp thế giới có thể sẽ kéo dài hơn trong năm nay. 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích trong lũ lụt ở Trùng Khánh, nhà chức trách Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư. Theo truyền thông nhà nước, mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc được thể hiện rõ trên tin tức truyền hình. Lực lượng cứu hộ ở tỉnh Hà Nam giải cứu 2 người bị mắc kẹt trên nóc ô tô bên dòng sông chảy xiết. Đoạn video tin tức cho thấy đội cứu hỏa địa phương đã sử dụng máy bay không người lái để chuyển áo phao cho họ, sau đó sử dụng cần cầu để đưa họ đến nơi an toàn. Thời tiết khắc nghiệt hơn cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc và các nơi khác. Lần đầu tiên sau 7 năm, một phần của Thái Bình Dương đã trải qua hiện tượng El Nino. Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố hôm thứ Ba biến đổi khí hậu theo chu kỳ làm tăng nhiệt độ bề mặt đại dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết El Nino có thể kết hợp với sự nóng lên do con người gây ra để gây ra nhiều đợt nắng nóng và thời tiết tàn phá trên toàn cầu trong nửa cuối năm. Mùa hè thường mang lại nhiệt độ cực cao và lượng mưa lớn kết hợp với gió mùa hàng năm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng thời tiết mùa hè năm nay đặc biệt khắc nghiệt. Điều đáng chú ý là khoảng 20 thành phố ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt trong tuần này và nhiệt độ ở nhiều thành phố vượt quá 38 độ C. Lượng mưa lớn bất thường và một đợt nắng nóng sớm hơn bình thường đã tàn phá sản xuất nông nghiệp và khiến cuộc sống trở nên khó khăn trong những tuần trước đợt thời tiết cực đoan mới nhất. Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết 11 trong số 31 tỉnh và khu tự trị của đất nước đang chuẩn bị cho những trận mưa xối xả hơn trong 3 ngày tới. Mưa lớn bắt đầu từ cuối tuần qua đã buộc hơn 20.000 người phải di rời, theo dự báo thời tiết và bản tin địa phương. Cảnh quay từ Trùng Khánh cho thấy một tòa nhà nhiều tầng đã bị sập một phần ở con sông gần đó trong tuần này do ảnh hưởng của dòng nước chảy xiết. Trung Quốc không đơn độc trong việc báo cáo thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt. Mưa lớn ở Tây Nam Nhật Bản cuối tuần qua đã làm ngập các ngôi nhà và khiến ít nhất một người thiệt mạng. Kể từ thứ Tư, một số quận ở Nhật Bản vẫn đang đưa ra cảnh báo hoặc cảnh báo về triều cường. Các quan chức ở Phnom Penh, thủ đô Campuchia cho biết lượng mưa lớn hôm thứ Hai đã mang đến lượng mưa 150mm cho thành phố, lượng mưa hàng ngày lớn nhất của thành phố trong 3 năm. Dan Sopan, 43 tuổi, cho biết hôm thứ Tư rằng sân bóng chuyền mà ông sở hữu ở Phnom Penh vẫn còn ngập gần nửa mét nước đọng, cống quá mỏng, anh nói. Trong khi đó, phần lớn Đông Á đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng. Nhiệt độ ở tỉnh Hà Nam và các khu vực khác của Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đạt 40 độ C vào thứ Tư. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã đạt đến nhiệt độ đó vào lúc 3 giờ 30 phút chiều giờ địa phương vào thứ Tư. Theo Cục Khí tượng Trung ương của Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan, nhiệt độ ở các vùng của Đài Loan dự kiến sẽ đạt 41 độ C vào thứ Năm và thứ Sáu. Mặc dù đợt nắng nóng đơn lẻ không thể chỉ đơn giản là do biến đổi khí hậu, nhưng các nhà khoa học chắc chắn rằng đợt nắng nóng trên khắp thế giới đang trở nên nóng hơn, thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Đánh giá khí hậu quốc gia Hoa Kỳ năm 2018 lưu ý rằng những ngày nắng nóng đang gia tăng với tần suất các đợt nắng nóng tăng từ mức trung bình 2 đợt một năm trong những năm 1960 lên 6 đợt một năm vào những năm 2010. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hôm thứ Ba rằng El Nino xảy ra trung bình cứ sau 2 đến 7 năm. Hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người. Nhóm cũng lưu ý rằng năm 2016 là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay do tác động kép của El Nino và hiện tượng nóng lên do con người gây ra. Chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và nước lũ xả từ hồ chứa hôm thứ Hai vừa qua, đoạn sông Hoàng Hà chảy qua hẻm núi Tấn Thiểm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc xuất hiện đợt đỉnh lũ thứ Tư với lưu lượng dòng chảy lên tới 3.600 m3 trên giây. Thác Hồ Khẩu, thắng cảnh nổi tiếng đoạn trung lưu sông Hoàng Hà, nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, cũng bị ảnh hưởng. Ban quản lý buộc phải dừng hoạt động tham quan trên cầu hôm 3 tháng 8 vì cầu bị ngập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đứng trên bờ ngắm dòng nước lũ cuồn cuộn. Hồ Khẩu là thác lớn thứ hai Trung Quốc cao 20m, nổi tiếng vì nước có màu vàng. Thác có tên gọi là Hồ Khẩu vì hình dáng giống vòi ấm. Dòng nước như chảy tràn từ ấm trà. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai châu Á sau Trường Giang, xếp thứ 6 thế giới với chiều dài 5.464 km,
sông chảy qua 9 tỉnh Trung Quốc bắt nguồn từ dãy Bayan Ha trên núi Côn Lôn ở cao nguyên Thanh Tạ, đổ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông. Lượng mưa lớn kéo dài nhiều tuần đã gây ra lũ lụt tồi tệ nhất ở lưu vực sông Dương Tử ở miền Nam Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Lũ đi đến đâu, nhà cửa tan hoang, thậm chí vỡ đê, ít nhất 115 người thiệt mạng hoặc mất tích, tổng số 31,55 triệu người bị ảnh hưởng ở 24 tỉnh thành. Vào ngày 2 tháng 8, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, cho thấy thảm họa lũ lụt tiếp tục trầm trọng hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày đưa ra chỉ thị về lũ lụt, đồng thời thừa nhận tình hình kiểm soát lũ lụt ở Trung Quốc rất nghiêm trọng. Tân Hoa Xã chính thức đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, thảm họa lũ lụt đã làm thiệt hại 3,53 triệu hectare đất nông nghiệp, diện tích gấp 2 lần thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, làm sập 28.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 82,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 11,74 tỷ đô la Mỹ. Trịnh Quốc Quang, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 3 rằng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt quốc gia, số người chết và mất tích, số ngôi nhà bị sập và tác động trực tiếp thiệt hại về kinh tế đã giảm 9% so với cùng kỳ 5 năm qua. Tỉnh Giang Tây ở miền đông Trung Quốc là một trong những tỉnh bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất. Mực nước của hồ Po Yang, hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh của Trung Quốc đã tăng lên hơn 23,52m, cao hơn 20,5m so với mực nước cảnh báo, mức cao nhất trong lịch sử và diện tích nước đạt mức lớn nhất trong gần một thập kỷ. Tại huyện Po Yang, nơi có dân số 1,6 triệu người, mực nước cao hơn đỉnh kè hơn 1m. Theo báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, lưu vực hồ Po Yang đã phá vỡ nhiều hàng rào ngăn lũ cho đất nông nghiệp. Đối mặt với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998, tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất vào ngày 1. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết vào ngày 3 rằng, kể từ tháng 7, tổng cộng 310 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo và 43 con sông đã trải qua lũ lụt vượt mức lịch sử. Lượng mưa lớn trong gần 2 tháng liên tiếp là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt. Từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong 40 ngày liên tiếp. Đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ khi Đài quan sát khí tượng bắt đầu sử dụng dịch vụ cảnh báo mưa bão vào năm 2007. Tin tức khí tượng Trung Quốc phân tích rằng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Dương Tử đạt 306,1mm, bằng với lượng mưa đo được năm 1998, khi có lũ lụt do mưa lớn và là mức cao nhất trong cùng một giai đoạn lịch sử kể từ năm 1961. Ninh Lôi, Phó Giám đốc Cục Phòng chống lũ lụt và hạn hán của Ủy ban Sông Dương Tử Trung Quốc nói với tờ báo rằng mùa mưa năm nay đến sớm hơn 10 ngày so với các năm trước và kể từ tháng 6, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã giảm hơn 20% so với bình quân các năm trước. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, so với trận lụt năm 1998, mưa bão ở phía Nam kéo dài hơn và bao trùm một khu vực rộng lớn. Vị trí mưa bão là ở phía Bắc. Ở Trung Quốc, việc kiểm soát lũ của sông Dương Tử được gọi là 7 thăng 8 trầm, tức là khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, vừa là mùa mưa, vừa là mùa lũ chính. Một số chuyên gia cho rằng, việc kiểm soát lũ của sông Dương Tử hiện nay vẫn chưa đến thời kỳ quan trọng của 7 xuống và 8 lên, và khả năng xảy ra lũ lụt trên toàn lưu vực vẫn tồn tại. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc cho biết, một đợt mưa lớn mới sẽ bắt đầu lại ở Trung Quốc từ ngày 3. Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị vào ngày 2. Yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp của Trung Quốc làm tốt công tác giám sát và cảnh báo sớm, điều tra kẻ, ứng phó khẩn cấp và tái định cư những người bị ảnh hưởng và làm hết sức mình để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước đó, ông đề xuất rằng người dân là tối cao và tính mạng là trên hết trong việc chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc, lũ lụt năm 1998 đã khiến tổng cộng 3.650 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 225,12 tỷ nhân dân tệ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!